và các bạn. Mô hình trường học mới Việt Nam thuộc dự án GPE-VNEN được thực hiện bằng nguồn kinh phí viện trợ không hoàn lại của Quỹ Giáo dục Toàn cầu, được triển khai thí điểm ở 1.447 trường tiểu học trên toàn quốc từ năm 2012 đến năm 2015. Năm học 2012-2013, trường tiểu học Mạo Khê B, huyện Đông Triều là một trong 14 trường của tỉnh Quảng Ninh được lựa chọn để triển khai thí điểm dự án mô hình trường học mới Việt Nam VNEN. Đây là trường tiểu học có các điều kiện phù hợp với điều kiện của các trường miền núi cũng như các trường thị trấn của huyện Đông Triều. Điểm nổi bật của mô hình trường học mới này là đổi mới phương pháp dạy học, giúp cho học sinh có các thay đổi tích cực, học sinh được tự học, tự tìm tòi, trải nghiệm để lĩnh hội được những kiến thức và giúp các em chủ động tự tin hơn. Một trong những nguyên tắc cơ bản của mô hình trường học mới là toàn bộ không gian của lớp học đều trở thành nơi mà các em có thể học tập được. Ngoài ra, các em có thể học tập từ gia đình và cộng đồng. Năm học 2012-2013, thì trường tiểu học Mạo Khê B được lựa chọn là áp dụng giảng dạy theo cái mô hình trường học mới tại Việt Nam. Thì sau khi mà chúng tôi đã được lựa chọn, thì chúng tôi cũng đã tích cực và chuẩn bị mọi điều kiện. Thứ nhất là chúng tôi đã cử giáo viên đi tập huấn tại Bộ Giáo dục về nội dung, phương pháp và cái hình thức tổ chức của cái mô hình trường tiểu học mới tại Việt Nam. Và sau khi giáo viên chúng tôi đi tập huấn về, thì chúng tôi cũng đã triển khai tới toàn bộ giáo viên và trực tiếp giảng dạy khối 23 của năm học 2012-2013 tại nhà trường. Song song đó thì chúng tôi đã tổ chức tập huấn với toàn thể giáo viên nhà trường, đặc biệt cho các đồng chí trực tiếp giảng dạy ở cái khối 23 đối với các môn học như là môn mỹ thuật, môn thủ công và môn âm nhạc. Về cơ sở vật chất nhà trường, trong cái thời gian trong hè chúng tôi cũng đã tích cực cùng với cha mẹ học sinh cũng như là các tổ chức trong nhà trường để chuẩn bị cái cơ sở vật chất cho các lớp học theo mô hình trường tiểu học mới. Chúng tôi thì sẽ tin tưởng rằng là sẽ đạt được những cái kết quả nhất định như là mong đợi, và cũng mong rằng sẽ là điểm sáng về dạy học theo mô hình trường tiểu học mới tại Việt Nam. Theo mô hình này, các môn học của cấp học tiểu học là toán, tiếng Việt, tự nhiên xã hội, các môn học khác chuyển thành hoạt động giáo dục. Lớp học được chia thành các nhóm học tập, ở giữa bàn sẽ có một thẻ cứu trợ. Khi các em chưa hiểu hoặc chưa biết cách làm thì các em sẽ giơ thẻ báo hiệu để các thầy giáo, cô giáo giúp đỡ. Ngoài ra, các lớp học còn có thư viện, tủ tài liệu các môn học để học sinh tham khảo, 10 bước học tập để các em thực hiện, góc đồ dùng học tập, góc trưng bày sản phẩm. Cách thức tổ chức lớp học cũng khác so với kiểu truyền thống. Mỗi lớp học có một hội đồng tự quản, chia ra các ban tự quản về học tập, sức khỏe, văn nghệ, giúp giáo viên dễ dàng quản lý hơn. Tất cả tạo lên một môi trường học tập mới, gần gũi và rất hiệu quả. Với cách học này, các em không còn ỷ lại giáo viên và phát huy hết khả năng của mình. Do làm tốt công tác tuyên truyền và tập huấn cho người dạy và người học, sau gần nửa năm tiếp cận với mô hình mới, thầy và trò trường tiểu học Mạo Khê B đã huy động được sự tham gia của cả cộng đồng trong việc tạo môi trường lớp học, hướng dẫn học sinh chiếm lĩnh tri thức theo 10 bước học tập. Các em được làm việc nhiều, phát huy tính tự học, chủ động trong việc học, ý thức tự quản của học sinh tốt hơn. Đồng thời, mỗi giáo viên đã thực sự thay đổi tư duy về dạy học trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức và kỹ năng của chương trình, biết thiết kế bài giảng, tổ chức dạy học phù hợp với nhận thức và nhu cầu của từng đối tượng học sinh trong lớp. Các thầy cô giáo đã chú trọng phát huy sáng tạo trong dạy học, vận dụng các hình thức dạy học linh hoạt trong các tiết học, áp dụng các mô hình mới, kích thích học sinh tích cực học tập. Không chỉ chú ý đến việc đổi mới cách thức tổ chức hoạt động học tập cho học sinh, mỗi giáo viên còn tích cực trang trí lớp học, tạo ra môi trường lớp học đẹp, thân thiện và hấp dẫn học sinh. Với sự nỗ lực của tập thể cán bộ giáo viên và các lực lượng xã hội ở địa phương, trường tiểu học Mạo Khê B đã khởi đầu một cách thành công. Cũng từ thời điểm này, tiểu học Mạo Khê B sẽ là điểm đến của các trường tiểu học trong huyện trong chương trình xây dựng trường học Việt Nam mới, thực hiện đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục nước nhà của huyện Đông Triều.